cái mạch quạt điều khiển với xô á, thì sáng nay là mình kiểm tra thì quạt người khanh bảo là quạt nó không chạy, không nghe tiếng kêu gì hết. Thì mình hiểu ra kiểm tra thì nó hỏng đứt con cầu chì trong con diode này, đứt cuộn dây, và cái xe nguồn thì nó bị một lỗ này. Đây thì có một cái điểm cháy đen ở trên trên cái nắp. Do đang dịch Covid nên là mình không thể nào mà mình mua được con xe này, nên là mình phải hy sinh cái sạc điện thoại để mình gắn vào cấp nguồn cho điều khiển, cho con điều khiển. Mấy con Triac này thì cũng không hỏng nên là mình nhổ hết cái đám linh kiện này và cấy nguồn 5V vào đây từ sạc điện thoại dòng 500 mAh. Không biết là nó chạy có bền không đó, nhưng mà test thì không thấy cái sạc điện thoại nó nóng, hy vọng là nó tốt.